Doing Good Better, cuốn sách thay đổi quan điểm của bạn về từ thiện. Những gì tôi quyên góp sẽ giúp ích cho người khác như thế nào? Tiền bạc và lòng tốt của tôi có đang bị lãng phí không? Tất cả đã có trong sách Doing Good Better, làm việc thiện đúng cách. Tìm hiểu ngay ở đường link ở phía bên dưới. Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spy Room. Hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn bài viết Play Bumps và sự thất bại của một chương trình từ thiện. Và sau đây sẽ là nội dung của bài viết. Trevor Field là một người đàn ông trung niên Nam Phi điển hình với một cuộc sống tương đối bình thường. Ông làm quảng cáo cho những tạp chí như là Top Car hay là Penthouse và chưa bao giờ nghiêm túc nghĩ về việc mình sẽ sử dụng kỹ năng của bản thân cho những điều tốt đẹp hơn. Mọi thứ thay đổi khi ông biết đến Playbump, tạm dịch là chơi và bơm. Năm ấy, Field cùng bố vợ, một người nông dân, đi đến hội chợ nông nghiệp ở Pretoria. Tại đây, ông gặp một kỹ sư tên là Ronnie Stuiver đang trình bày về một loại máy bơm nước mới. Điều này khiến Phil nhớ đến một chuyến đi nhiều năm trước, khi ông được tận mắt chứng kiến những người phụ nữ ở một ngôi làng phải đứng chờ hàng tiếng đồng hồ bên cạnh một chiếc máy bơm hoạt động bằng động cơ máy xay gió. Ngày hôm đó không có gió, nhưng những người phụ nữ này đã đi bộ một chặng đường dài để mang nước về cho gia đình. Tất cả những gì họ có thể làm là ngồi và chờ đợi đến khi vòi có nước. Đột nhiên, Phil nhận ra những gì ông thấy tồi tệ đến nhường nào và đã nghĩ rằng phải có cách nào đó tốt hơn chứ. Và tại hội chợ này, ông tìm thấy cơ hội để làm điều đó. Sáng chế của Stuiver gần như là rất có tiềm năng. Thay vì phải sử dụng sức người hay là cối xay gió để bơm nước như cách rất nhiều làng quê tại các đất nước nghèo đói vẫn thường sử dụng, máy bơm nước của Stuiver hoạt động như một chiếc đu quay. Trẻ em sẽ ngồi chơi trên chiếc đu quay đó và cùng lúc nước sẽ được bơm từ dưới lòng đất lên trên bể chữ nước. Những người phụ nữ sẽ không phải đi bộ vài cây số để lấy nước từ những máy bơm thủ công hay chờ đợi hàng dài tại những máy bơm cối xay gió những ngày lặng gió nữa. Máy Playbump, đúng như tên gọi, tận dụng chiếc đu quay cho trẻ em để tạo ra nguồn cung cấp nước bền vững cho những cộng đồng người nghèo. Những đứa trẻ ở châu Phi gần như chẳng có gì cả. Sách đi học còn không có, huống chi là những thiết bị vui chơi ở ngoài trời. Việc có được nguồn cung cấp nước sạch là một vấn đề lớn. Phil sau đó mua lại bằng sáng chế từ Stuiver và dành thời gian rảnh rỗi của mình trong 5 năm sau đó để cải thiện mẫu máy bơm đó. Bằng kinh nghiệm trong ngành quảng cáo, Phil nhanh chóng có được ý tưởng đặt các biển quảng cáo bên cạnh các bể chứa nhằm tạo ra nguồn thu cho việc bảo trì máy bơm. Vào năm 1995, ông có được nhà tài trợ đầu tiên, Colgate Palmolive, lắp đặt máy chơi và bơm đầu tiên. Ông nghỉ công việc quảng cáo để toàn tâm toàn ý cho dự án máy bơm, lúc này đã được đăng ký dưới danh nghĩa một tổ chức từ thiện với cái tên là Playbump International. Ban đầu, quá trình thực hiện tương đối chậm chạp, nhưng Phil không bỏ cuộc. Ông bỏ tiền túi để lắp đặt máy bơm. Đồng thời, ông cũng thiết lập các mối quan hệ với các tập đoàn và cơ quan chính phủ khắp Nam Phi để có thêm chi phí. Vào thời điểm chuyển giao sang thiên niên kỷ mới, Phil đã lắp đặt hơn 50 máy bơm trên toàn quốc. Bước đột phá lớn đầu tiên là vào năm 2000, khi ông vượt qua 3.000 ứng viên và thắng giải thưởng phát triển thị trường của Ngân hàng Thế giới, dành cho dự án sáng tạo giai đoạn đầu có thể mở rộng hoặc là nhân giống, đồng thời có nhiều tiềm năng tác động đến sự phát triển. Giải thưởng đã thu hút được sự tài trợ và sự chú ý của nhiều bên. Tiêu biểu nhất là chuyến kiểm tra thực địa của ông Steve Case, CEO của AOL, cùng vợ, bà Jean. Họ cũng nghĩ Playbump là một phát kiến tuyệt vời, Phil nói. Họ bị thuyết phục ngay khi thấy nó hoạt động. Năm 2005, gia đình nhà Case đồng ý tài trợ cho dự án và làm việc với Phil để thiết lập một chi nhánh tại Mỹ cho tổ chức Playbump International. Mục tiêu của họ là tung ra hàng ngàn chiếc máy Playbump trên khắp châu Phi. Mô hình máy bơm này đã trở thành trung tâm của một chiến dịch marketing khổng lồ. Bằng chuyên môn của mình từ việc điều hành AOL, Steve Case đi tiên phong trong việc tạo dựng mô hình gây dựng quỹ trực tuyến mới. Quỹ One Foundation, một tổ chức từ thiện gây quỹ Anh Quốc, đưa ra một thương hiệu nước đóng chai với cái tên là One Water và quyên góp toàn bộ phần lợi nhuận cho Playbump International. Chiến dịch này vô cùng thành công và trở thành nhãn nước đóng chai chính của các buổi hòa nhạc Live Aid cùng chiến dịch Make Poverty History, khiến nghèo đói chỉ còn là lịch sử. Playbump trở thành con cưng của truyền thông quốc tế. Những người sẽ không bỏ qua cơ hội này để chơi với chữ, với những tiêu đề kiểu như bơm nước chỉ là trò trẻ con hay là đu quay ma thuật. Trong một bài báo cho Times năm 2006, Bill Clinton đã gọi Playbump là một sáng kiến tuyệt vời. Tất nhiên, những người nổi tiếng cũng không bỏ qua cơ hội béo bở này để đánh bóng tên tuổi. Ví dụ như Jay-Z đã kêu gọi hàng chục nghìn đô la thông qua chuyến lưu diễn The Diary of Jay-Z
Water for Life, nhật ký của JG, nước dành cho cuộc sống. Không lâu sau, Playbum International giành được chiến thắng lớn nhất cho đến thời điểm đó, nhận được 16,4 triệu USD từ nguyên đệ nhất phu nhân Laura Bush khi bà kêu gọi một chiến dịch gây quỹ với mục tiêu 60 triệu đô la để lắp đặt 4.000 Playbums trên toàn châu Phi vào năm 2010. Cho đến năm 2007, Playbum là chủ đề nóng nhất trong lĩnh vực phát triển quốc tế và Travel Field đã là trung tâm của vũ đài đó, một siêu sao nhạc rock trong giới từ thiện. Mọi thứ thật điên rồ. Khi lần đầu tiên thấy chiếc máy bơm nước này, tôi không thể tưởng tượng được đây có thể là điều thay đổi thế giới, Phil phát biểu vào năm 2008 khi nói về thành công đáng kinh ngạc của Playbum International. Đến năm 2009, tổ chức của ông đã lắp đặt 1.800 máy Playbum trên khắp Nam Phi, Mozambique, Swaziland và Zambia. Nhưng sự thật thì thật chua chát. Hai báo cáo chỉ trích được ra, một dựa trên những cuộc viếng thăm thực địa tiền thẩm định như một phần trong công đoạn đánh giá nội bộ kết hợp giữa World Vision cùng UNICEF và một từ Trung tâm Nguồn lực và Tư vấn Phát triển Thụy Sĩ SKAT. Hóa ra, bất chấp những sự thổi phồng cùng hàng tá giải thưởng cũng như hàng triệu đô la đã được chi trả, không ai thực sự đánh giá được tính thực tiễn của Playbum. Phần lớn đu quay vòng quanh sẽ tự quay khi có đủ đà. Đấy là thứ khiến trẻ em thích chơi đu quay. Để bơm được nước, Playbum cần liên tục có lực tác động, mà trẻ em khi chơi đu quay thì lại nhanh mệt. Theo báo cáo đầu tiên, trẻ em đôi khi còn bị văng khỏi đu quay gây ra gãy tay, gãy chân. Một số khác bị nôn do quay vòng. Thậm chí trong một ngôi làng, trẻ em địa phương còn được cho tiền để chơi trên máy bơm. Phần lớn thời gian, phụ nữ lại là những người đẩy đu quay thay vì trẻ em. Một nhiệm vụ mà bản thân họ cũng thấy mệt mỏi. Hơn nữa, ngay từ đầu, không ai khảo sát người dân địa phương xem liệu họ có thực sự muốn lắp đặt Playbum hay là không. Khi những nhà điều tra từ SKAT hỏi những người dân rằng họ nghĩ gì về máy bơm Playbum, nhiều người cho biết họ muốn dùng máy bơm tay trước đây hơn. Một máy bơm tay Zimbabwe Bush cùng với thể tích xi lanh có thể cung cấp 1.300 lít nước mỗi giờ, gấp 5 lần khả năng của Playbum và tốn ít công sức hơn. Một người phụ nữ Mozambique cho biết, từ 5 giờ sáng, chúng tôi đã phải ở trên những cánh đồng, làm việc 6 tiếng đồng hồ, rồi lại đi đến máy bơm này và phải tự đẩy để lấy nước. Việc này rất đau tay, máy bơm cũ dễ dùng hơn nhiều. Một phóng viên ước tính, để có thể cấp đủ nước cho một làng bình thường, thì máy bơm nước đu quay vui vẻ phải quay liên tục 27 tiếng một ngày. Thậm chí, kể cả những cộng đồng hoan nghênh việc lắp đặt các máy Playbum cũng không giữ được thái độ đấy lâu dài. Các máy bơm này thường hỏng chỉ trong vài tháng. Nhưng khác với dòng máy Zimbabwe Bush, linh kiện của Playbum được bọc vỏ kim loại rất kỹ và người dân khó có thể tự sửa chữa được. Cộng đồng địa phương đáng lẽ phải nhận được số điện thoại của bộ phận bảo dưỡng, nhưng phần lớn thời gian là không liên lạc được, và nếu có thì khi gọi điện cũng không ai trả lời. Những biển quảng cáo trên bể chứa thì nằm lay lắt ở đó, vùng nông thôn quá nghèo nên các công ty không quan tâm đến việc trả tiền quảng cáo. Playbum thua kém chiếc máy bơm tay xấu xí mà được Việt gần như về mọi mặt. Tuy nhiên, với 14.000 đô la một chiếc, nó có giá cao gấp 4 lần. Như một hệ quả tất yếu, truyền thông quay lưng lại với cậu bé vàng Playbum mà chính họ đã dựng nên. PBS sản xuất một bộ phim tài liệu bộc lộ rất nhiều thiếu sót của Playbum. Có một thứ không thay đổi, đó là truyền thông vẫn ưa thích việc chơi chữ. Như là bộ phim tài liệu có tên Nam Phi, vùng nước đục, còn tờ báo The Guardian thì liên tục gọi Playbum là đem tiền đổ sông đổ bể. Nhưng kể cả khi lên voi xuống chó như thế, Playbum vẫn sống. Với cái tên Roundabout Water Solution, tổ chức phi lợi nhuận của Phil vẫn tiếp tục lắp đặt mẫu Playbum đó ở trên Nam Phi. Do những công ty như là Ford Motor hay là Colgate Palmolive tài trợ. Phần lớn con người đều muốn tạo ra một sự khác biệt trong cuộc đời. Nhưng câu chuyện của Trevor Phil minh họa một điều, đó là ý định tốt vẫn rất dễ đem lại kết quả tệ. Thách thức đặt ra là, khi giúp đỡ người khác, làm sao chúng ta có thể chắc chắn sự giúp đỡ đó hiệu quả nhất có thể? Làm sao để chắc chắn trong quá trình làm việc thiện của chúng ta không vô tình gây ra những thiệt hại và thành công đem lại ảnh hưởng tích cực nhất có thể? Nếu các bạn thích bài viết này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room, còn mình là Pink Dot. See ya!